Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 9 năm Canh Tý, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại Đức Thích Phước Sanh và trùng tu xây dựng chùa Vĩnh Đức, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Quan lâm tham dự có Hòa thượng Thích Phước Tâm, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Giác Hiển, Phó trưởng ban Ban trị sự kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Tánh Bình, Chánh thư ký Ban trị sự, kiêm trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, Hòa thượng Thích Phước Hiệp, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, Thượng tọa Thích Phước Thiện, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, cùng chư tôn đức tăng trong địa bàn huyện cùng về tham dự. Về phía chính quyền địa phương, có ông Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Bùi Văn Úc, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn, ông Phạm Trường Giang, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Trà Ôn, cùng đại diện chính quyền các cấp trong địa phương, quý Phật tử đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, các Phật tử chùa Vĩnh Đức đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm cúng dường chư Phật, chư Tôn Đức trong ngày hoan hỷ. Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Phước Thiện phát biểu khai mạc với ý nghĩa ngàn đời qua câu ca dao mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ tông. Qua đó, việc tạo điều kiện tu tập tín ngưỡng phục vụ cho bà con nơi đây, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn đã quyết định bổ nhiệm Đại Đức Thích Phước Sanh làm trụ trì chùa Vĩnh Đức cũng như đại trùng tu xây dựng chùa. Thay mặt ban thư ký ban trị sự tỉnh, Đại Đức Thích Tánh Bình đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Đức cho Đại Đức Thích Phước Sanh và Thượng tọa Thích Giác Hiển trao quyết định bổ nhiệm cho Đại Đức Tân trụ trì. Đuổi trước chư Tôn Đức, Đại Đức Tân trụ trì dâng lời phát nguyện. Trong bước đường phụng hành Phật sự và phục vụ đạo pháp, đó là niềm vinh dự hạnh phúc của Thầy Tân trụ trì. Với lý tưởng lòng từ bi của Đạo Phật, với hình ảnh người tăng sĩ, từ đó chuyên cần tu học tại ngôi bổn tự hơn 10 năm, và hôm nay được quý bổn sư và ban trị sự trao quyết định trụ trì, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn trong bước đường tu của mình. Đại Đức nguyện cố gắng nghiêm trì giới luật, làm tròn sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện tốt pháp luật nhà nước và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luôn luôn tinh tấn trau dồi kiến thức để xứng đáng hàng mô phạm hướng dẫn hàng Phật tử. Buổi lễ cũng vinh hạnh đón nhận những lẵng hoa, phần quà đến từ Ban trị sự tỉnh, huyện, cũng như chư Tôn Đức Tăng trong địa bàn và các cấp chính quyền địa phương đã gửi đến như thay lời chúc mừng Đại Đức Tân trụ trì. Dịp này, chùa Vĩnh Đức cũng làm lễ khởi công trùng tu ngôi tự viện sau hơn 10 năm hình thành. Ngôi tự viện được trùng tu với kiến trúc thuần Việt, quy mô một trệt, một lầu, cùng các công trình phụ như cổng chùa, tường rào, giảng đường, tăng xá. Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan thay mặt chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng Đại Đức Tân trụ trì. Bà mong rằng Đại Đức trụ trì và Phật tử luôn đoàn kết để đưa ngôi tự viện ngày càng phát triển. Ngôi chùa sau khi xây dựng sẽ là nơi chiêm bái, lễ Phật và tu tập cho bà con nơi đây. Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Tâm chúc mừng và tán thán công đức Đại Đức Thích Phước Sanh và Phật tử địa phương trong thời gian qua đã nỗ lực giúp cho ngôi Tam Bảo được phát triển, đạo tràng tu học ngày càng trang nghiêm, ổn định. Bên cạnh đó là những công tác từ thiện xã hội, lợi đạo, ích đời. Sau cùng, chư Tôn Đức cùng chính quyền địa phương và hàng Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức đặt đá, đóng cọc đầu tiên. Toàn thể hội chúng tụng kinh cầu nguyện, gia hộ độ trì cho công trình chùa Vĩnh Đức sớm hoàn thành để trở thành trung tâm tín ngưỡng tu học cho bà con nơi đây.